Chào các bạn, sắp thi giữa học kỳ 1 đúng không nào? Ngày hôm nay thầy làm một cái video ngắn gửi đến các bạn học trò một trong những cách giúp cho chúng ta ôn thi môn toán của thầy giữa học kỳ 1 một cách hiệu quả nhất. Chịu ha. Rồi, vô. Thầy làm đơn giản nha, không có làm cầu kỳ qua lá hẹ, thầy làm theo kiểu miền Tây nha. Rồi. Đầu tiên, người ta nói là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì đầu tiên muốn ôn tập hiệu quả thì cần phải biết được đề thi sắp tới có cái gì. Ủa kỳ vậy, mình chưa thi làm sao biết được đề thi sắp tới có cái gì? Biết chứ, dựa thông qua vào đề cương ôn thi thì mình sẽ biết được khoảng tầm cỡ 70-80% là đề thi sắp tới có cái gì. Nhớ nha, thông qua đề cương ôn thi thì mình chỉ biết được đề thi sắp tới có khoảng 70-80% có cái gì. Vậy đầu tiên, nhiệm vụ của chúng ta trong giai đoạn này là gì? Là tập hợp đề cương ôn thi. Một, đề cương trực tiếp thì thầy cô cho. Hai, liên hệ với những bạn bè khác lớp ở trường của mình. Thử coi là thầy cô của bạn có phát đề cương cho bạn không? Có giống đề cương của mình không? Nếu như khác thì sưu tầm thêm. Ba, xem nội dung mà thầy cô dạy học tới đâu rồi. Sử dụng sách giáo khoa là một nguồn đề cương thứ ba. Thứ tư, lên trên mạng tải những tài liệu, những đề cương ôn thi của những tỉnh thành khác, của những trường khác về phục vụ cho việc nghiên cứu. Năm, thầy cũng có lập nhóm để cho các bạn học trò tham gia, và trong giai đoạn này trên nhóm cũng có cung cấp rất nhiều là nhiều đề cương ôn thi của rất nhiều trường khác nhau. Rồi, đó là việc đầu tiên là tập hợp đề cương ôn thi một cái ha. Rồi, để thầy suy nghĩ tới cái thứ hai là cái gì nữa đây. Rồi, ra rồi. Khi có đề cương ôn thi rồi thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để có thể học tốt cái đề cương ôn thi đó. Đó là việc mà các bạn học trò thường xuyên quan tâm nhất. Thầy chia sẻ như sau. Đầu tiên các bạn phải hiểu thế này nè, đề cương ôn thi chứ không phải là đề thi. Nên những câu hỏi, những dạng bài tập trong đề cương ôn thi nó chỉ là cái nội dung tham khảo thôi. Khi đi thi, cái câu hỏi nó sẽ cho khác như vậy, nhưng nội dung câu hỏi nó sẽ giống giống như vậy. Hiểu không? Có nghĩa là cái sườn, cái dạng bài toán là nó như vậy thôi, chứ không phải là nó y ra 100% như vậy. Nên dựa theo cái đề cương ôn thi, bạn sưu tầm thêm một số câu hỏi khác ở những đề cương khác trên mạng ha, nghiên cứu thêm, thì chúng ta sẽ tập hợp được về cái phương pháp làm, cách làm đối với dạng bài toán đó. Còn hỏi thầy về cách như thế nào để có thể giải quyết bài toán đó thì bây giờ có nhiều cách dữ lắm. Một, hỏi bạn. Hai, hỏi trực tiếp thầy cô ở trường. 3. Lên trên những trang mạng khác để tìm hiểu về cách xử lý bài toán. 4. Nếu như các bạn có tham gia vào nhóm Zalo bên thầy thì chúng ta cũng có thể hỏi thầy và hỏi những người bạn ở trên nhóm của thầy. Đó là những cách để chúng ta có thể biết được cái cách đáp án. Rồi, sau đó rồi làm gì? Sau đó rồi, bước thứ 3 mới là bước quan trọng. Lấy một cái cuốn trợ nốt ra, trình bày chi tiết nhất. Trình bày chi tiết nhất về tất cả những câu hỏi mà mình đã được học, về những câu hỏi nằm trong đề cương và những câu hỏi mình được học, hệ thống nó lại theo từng dạng từng dạng. Ví dụ ha, chương 1 kiểm tra cái gì, chương 2 dạng câu hỏi nào, chương 3 dạng câu hỏi nào, nó chúng ta hệ thống lại, tự chúng ta hệ thống lại có thể đúng hoặc sai, nhưng được khi các bạn hệ thống được những dạng câu hỏi là các bạn sẽ nhớ bài rất lâu, được chưa? Tiếp tục nữa, nhớ là gì? Nghe kỹ cái câu nói thế này. Cái việc học tập kiến thức mới nó rất quan trọng, nhưng cái việc ôn tập kiến thức cũ nó càng quan trọng hơn. Nên là trong giai đoạn này đừng có cuốn cuộn điệp thêm nha. Đừng có cuốn cuộn điệp thêm nhiều quá, sẽ bị chi phối. Dành thời gian cho việc tự học, tự nghiên cứu trong thời gian này là quan trọng nhất. Bởi vì hầu như tất cả các tỉnh thành trên nước mình á, điều thi giữa học kỳ 1 rơi vào tuần 9 và tuần 10, tức là cuối tháng 10, tức là tuần này, hoặc là đầu tháng 11 là chúng ta sẽ thi. Chúng ta có 2 tuần lễ để ôn tập kỳ thi hiệu quả nhất. Được chưa? Rồi, bây giờ là cuối cùng nhất là lên cho mình một cái lịch, một cái thời khóa biểu để mình có thể dành thời gian để ôn tập nó hiệu quả. Bởi vì không phải là chỉ có môn toán thì không, mà chúng ta học còn nhiều môn khác nữa, nên làm phải sắp xếp thời gian ôn tập như thế nào cho hiệu quả nha. Và lịch học như thế nào, thời gian biểu thế nào thì mỗi một bạn có một cái thời gian rảnh khác nhau, không ai sắp giống ai cả, nên mình cứ sắp thời gian biểu của mình đi, rồi sau đó mình khi mình đã sắp rồi thì mình cố gắng hoàn thành cái thời gian biểu đó,
Có như hiểu không? Mình tự lên cho mình một cái thời gian biểu, rồi mình đó xem đó là nhiệm vụ của mình và mình thực hiện đúng cái thời gian biểu đó. Đã lên rồi là không được làm biến. Bây giờ mình tự xách cho mình mà, đúng không nè? Rồi nếu như có vấn đề gì nữa hoặc là có cái nội dung nào mà các bạn cần thầy góp ý nữa thì mời các bạn học trò bình luận lại ở video này. Thầy sẽ lên một số video tương tự như thế này để hướng dẫn các bạn học trò hay nhất, không phải hay nhất nữa, mà hướng dẫn các bạn học trò một trong những phương pháp mà thầy biết nhiều nhất, thầy cảm thấy áp dụng được hiệu quả nhất, thì thầy sẽ chia sẻ rất thật tình cho các bạn học trò, được chưa? Rồi tạm biệt nha.